Các người anh em nào đã có nhu cầu mua hạt Liên Quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nhá. Always do it on my own. Hey yo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình Mr. UFC. Rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay. Đó, bữa nay gọi là đổi gió anh em ơi. Thường chơi mấy cái trang phục mà ta nói cười cười, cái anh em chê nói tôi nghèo này nọ đúng không? Không, không, không. Ngày hôm nay chơi thứ nguyên vệ thần luôn em à. Mặt của ai? Ảt của ai? Dĩ nhiên là ạt của người ta rồi anh em ơi. Ừ, ạt của người ta đó. Thôi chứ tôi làm gì có tiền mà mua mấy cái bộ trang phục thứ nguyên vệ thần anh em ơi. Mà giỡn rồi. Chứ mấy bộ trang phục này á, tôi có bán nè. Anh em nào mà cần mua á, cứ liên hệ Zalo của tôi nha. Còn giờ thì quay trở lại trận đấu thôi. Thì ngày hôm nay nè, tôi sẽ mang đến anh em một cái siêu phẩm múa na hơi bị VIP nha. Nhớ like, đầu game vô hãy like cho tôi đi để tôi có động lực. Tôi múa na giữ dằn con bà chằn anh em ơi, còn giờ đầu nè. À đây đây đây, trâu đâu đây con. Trời ơi, nó trâu quá anh em mà. Ừ, cái con Toro sao mà trâu thế anh em. Quánh ở đầu game quánh nó y chang gãy ghẻ nên em mà nó đánh đấm gì tầm này nữa mà thôi về. Đó, nói chung là quá là gọi là nó quá là trâu đi anh em mà. Ừ, mình không thể nào mình chơi được cho nên thôi nhịn đi, một điều nhịn chín điều lành, một chút xíu á. Ta nói là cái võ công tôi mà ta nói chứ chừng nào mà nó đã đủ đồ đó, võ công nó đã cao cường lên rồi thì nó xác định nó lên dĩa tôi anh em ơi. Còn giờ đầu game nhường nhịn đi anh em mà. Ừ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn giờ nè, đi xuyên dưới ganh thằng Athu nha. Anh em lưu ý cho mình nè, những cái bài như thế này nè, đánh thường thôi, xong rồi bật anti lên đó, lết về tới đàn đi mày. Thôi ôi, mẹ đầu game vô mà ta nói là bị đồng đội cho ít thế này thì quá là gọi là cay đắng đi. Nhưng mà không sao anh em à. Đó, đối với tôi là ai ăn cũng được, nhưng mà mình ăn thì càng tốt anh em ơi. Nó đang quay clip ăn nhiều cho nó ngầu anh em à. Đó, bị cho ớt hoài nó cũng không có gọi là tốt đâu anh em à. Đó, mình đang quay clip mình phải ăn nhiều lên anh em mới gọi là thấy hay, mới like nhiều chứ anh em. Chứ bị cao ớt như thế thì ai mà thấy hay đâu mà like anh em à. Còn giờ thì quay trở lại trận đấu nè. Tôi hôm nay tôi chỉ cho anh em một cái mẹo, ta nói nhức nách luôn em à. Ừ, nhức nách luôn. Cho nên nhớ like nha. Tôi là tôi nhắc like nãy giờ hai lần mà không like quá là buồn quá. Còn giờ nè, trâu đâu mày con, ăn chui đi mày. Thôi chạy hộ cái luôn nè, nè nhờ nó tí nè. Trời ơi, quá là dễ dàng đi mình luôn em à. Quá, được gọi là có một mạng cũng khá là thơm. Còn giờ nè, lấy cái trụ cái đá, tính gì tính em ơi. Đó, mình gọi là mình chơi game mà mình không lấy trụ là bị đồng đội chửi là cái đó đáng anh em à. Ừ, đó, tôi hởm đại, tôi nói thiệt với anh em luôn, tôi chơi game là chuyên gia, tôi làm biến đầy trụ luôn anh em. Ừ. Ở trong clip thì tôi nói là chỉ cho anh em đẩy trụ đi thôi chứ dưới 5 phút đầu game thì thôi nha. Nói chung là càng đẩy trụ thì mình càng tốn thời gian thôi. Dưới 5 phút anh em lưu ý đừng có đẩy trụ, cứ nghe tôi đi. Đó, tại vì 5 phút đầu game á, ta nói là cái trụ nó trâu bò đó anh em ơi. Còn giờ nè, trào đồng con ăn chuối đi mày. Thơm ngon bộ rẻ mút chuột chuột. Rồi về gọi là farm. À đây đây, farm chi. Đó liếm cái con. Ủa rồi về anh em ơi. Cái thằng Natalia nó trội cùng ống tôm là ta nói là nửa cây máu tôi đây mà. Cho nên thôi đừng có manh động anh em ơi. Đó, gọi là dữ dằn không bằng dữ dịch. Cho nên mình phải gọi là nhẹ nhàng chút xíu. Mình trăm trận trăm đấy lộc, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó, một cái câu nói mà khá là quen thuộc đi với tôi anh em ơi. Còn giờ nè Natalia hả, đây mày hết chạy rồi con. Trời ơi, nó biết tôi hay gì anh em, nó biết tôi hay gì mà nó về bụi. Trời ơi, không có liếm được mạng đâu mà. Định ca ít cái mạng đó xương xương thôi, nhưng mà gọi là team không cho thì thôi mình ăn cái con xe xa này. Ôi trời ơi. Natalia hả. Sao cái thằng này tôi mỗi lần mà tôi chơi, tôi định chơi cái con xe xa là có mặt nó ta. Còn giờ nè, khỉ ơi ăn chuối nông con. Đây cục cưng cái anh. Lên quận đi mày. Đó, khỉ gặp tôi là coi như là nát bấy cuộc đời anh em ơi. Đó, chạy đường rơi. Rồi ơi, tôi gọi là tôi bật hát map lên mà nó có tàn hình cỡ nào tôi cũng bắt được anh em ơi. Bây giờ nha, tôi là thật ra tôi đoán sai anh em à. Đó, đoán sai chứ không phải hát map gì đâu. Đó giờ chưa biết hát map là gì nha. Gọi là công dân lương thiện.
cỡ nào cũng không chi hết anh ơi, nói không chi hết đó, để anh em tố cáo tôi lên Ghana rồi tôi mất ạc, lúc đó là bố có giục mấy không ạ. Cho nên thôi, nói chung là tôi kỹ năng này mà, à kỹ năng nha, đó rồi 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 cho em xin ơi, trời 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 ơi anh ơi, tìm bạn thì gọi là tính nóng như kem, tính đúng nóng như luôn em mà. Ừ xuống dưới đi ganh nè, nè nè nè, chuẩn bị đi ganh nè anh ơi. À, xuống dưới mày xuống trước đi tu lên ơi, tao sẽ xuống liền. Đúng rồi đúng rồi, đây trời ơi một máu kìa anh em, xơi thịt bò tái cái đi, ăn chuối đi mày. Rồi tiếp theo đó là bắt luôn cái thằng A Thu nè, chạy hộ tới cái luôn. Rồi tấn công lên em ơi, tấn công đó, trời 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 ơi, y chang như là gọi là con kiến xây lồng đâu mà chạy đi đâu. Ôi trời ơi trời, có con đường chạy đó, chạy lên bầu nồi vậy, chạy thẳng về tới đàn luôn em ơi. Đó tôi gọi là tôi tiễn nó về thẳng tới đàn luôn em ạ. À, truyền thuyết đến từ vị trí của tôi em ạ. À, mới ta nói mới đầu game rồi đã gọi là có 5 mạng rồi là thấy là cái trận đấu này nó hơi gọi là ngơn lành rồi đó, cho nên tôi được nước tôi lấn tới đây em ơi. Tôi sẽ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, Caffini nói có chỉ có chữ thôi, ép nó luôn nè mà. Những cái pha như thế này nè là anh em ép nó luôn, được nước làm tới nè em ơi, chứ anh em đừng có gọi là nhường nhịn nó làm gì hết trơn á. Còn một chút tôi sẽ chỉ cho anh em cái mẹo, khi gặp ngộ không ta nói là nhức nách luôn. Còn giờ nè đi xuống dưới gọi là bắt cái thằng Violet đây đây đây. Violet ơi, trời ơi mày anh ti cái gì, ôi trời trời trời, tóc biến nữa ra rồi. Tóc biến cũng lên quận thôi mày ơi. Nhưng mà đáng tiếc là đó không phải mạng của mình anh em à. Đó nói chung là ai ăn cũng được, đồng đội hay mình ăn cũng được em ơi. Còn giờ nè, cái thứ quan trọng mà mình phải làm bây giờ là đi về hồi máu cái đã. Đó tầm này tôi còn có hai ống máu thôi, thằng khỉ nó đập tôi là coi như là ba máu tôi nhận không ra đó anh em ơi. Nên còn ít máu mà gặp thằng khỉ á, anh em phải gọi là cẩn thận đó. Còn miếng máu ơi chạy về nghe, đơn giản đấy thôi. Còn giờ nè không có ai trừ mít, sẵn tiện mình gọi là mình đớp luôn cái trụ đó anh em à. Ờ mình đớp luôn cái trụ xương xương, xong sẵn tiện làm gì anh em, sẵn tiện qua đớp luôn cái con bùa xanh đó chứ làm gì anh em, cuộc sống đơn giản thế thôi. Đó gọi là mình cứ có cái gì mình cứ đớp hết đi, mình đừng có nhường nó gì hết trơn á, để gọi là cuối game nó xanh nó đập mình coi như là ba má nhờ không ra anh em mà. Cho nên thôi nói chung là làm cái gì cho nó phế á thì cứ làm anh em mà. Còn giờ nè, trời ơi giao tranh dữ lắm rồi, có quánh lộn dữ lắm rồi, quánh lộn dữ, quánh lộn dữ lắm rồi đó, nó lộn nó lao ra cho nó lại đi. À, nói nhiều quá nó lộn anh em mà. Trời ơi khỉ ơi, ta nói bạn phế như thế thì cuối game sao bạn đập tôi đó, chưa kịp tới cuối game nữa là tôi đã end game rồi. Rồi rồi lấy luôn cái trời bực, mấy cái thằng nữa trâu lắm đi mà, cái thằng Toro trâu lắm đó, quánh ai chứ quánh Toro chứ, tới năm sao quá, ừ tới năm heo á. À, người đời hay gọi là tới đâm heo anh em ạ. Có anh em phải hiểu một điều á, là cái giặc trâu á, cái giặc trâu này nó đã trâu rồi mà nó còn lên giáp thì bố thằng nào mà người ta nói là quánh cho được anh em ơi. Đó ơi căng 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 anh ơi, trời ơi tiêu bạn bắt một mình mà ta nói là bắt mà nhìn thấy tôi nghiệp luôn anh em ơi. Thằng Toro nó phải gọi là nó kiên trì lắm nó mới gọi là nó muốn bắt mình anh em mà. Rồi đây đây đây, xác định lên dĩa từng thằng đây, cho em xin ăn chuối đi mày. Tiếp theo đó là thằng Toro, nó chết rồi nè mà, quá gọi là nó bị hai đứa con gái hấp diêm nè, ố một đứa con trai với một đứa gái hấp diêm nè mà, đó bị cái thằng Tu Văn Len và cái con Caffeine đó. Cận giờ việc của mình không phải vậy nữa, để mình chỉ cho nên cái mẹo nè, nhảy ra đúng không, đón hướng nè, đón hướng đó, những cái thằng này đẹp, đón hướng là chắc chắn là nó lên bảng điểm số này mà. Nhưng mà ở đây có hai trường hợp nha, một là đón hướng trúng, hai là ôi trời ơi cái cục bấm tôm, trời ơi sao em lại ăn cái cục mới lột, sao em lại ăn cái con bình lưu của anh đúng không, cái công anh ăn tôi nói gần hết máu rồi em, trời cục bấm tôm em ăn của anh là em phải gọi là em quá là chơi bẩn luôn ha. Đó chơi bẩn quá đây mà, một chút mình phải cho nó hẹo mới được. Ừ anh em biết từ hẹo là từ thế nào không, là từ gọi là hấp diêm đó anh em ơi. Ừ nói chung là vậy đó, còn một chút thì mình sẽ gọi là tính khổ nó sao. Ai kêu tôi nói nè, tôi ăn gần hết con blue rồi, nó ở ngoài nó trời tôi không tên chứ nó liếm anh em ơi. Còn giờ nè, ôi trời 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 toàn anh em ơi, ôi ôi anh ơi tay mình ơi, chết luôn anh em ạ. Ôi nói chung là pha này gọi là có chạy được nhưng mà chạy lên quận anh em ơi. Đó chứ tầm này ta nói tuy mà tôi xanh là xanh có xanh đó, nhưng mà
gọi là cái máu tôi khi mà lên video này thì không có niềm bi. Idol, ủa đang gọi ai vậy? Tôi có chơi ạc chính rồi đâu mà sao kêu idol ta? Chắc là do từ mới hay quá đi mà. Đó, nói chung là team bạn khen tôi mà đem không like nữa là quá là buồn luôn nha. Nó quánh mà cỡ nào, quánh mà để cho team bạn khen mình thì thật sự là không còn gì để nói. Ờ trời ơi, cho tôi ăn cho. Làm gì? Gì cho nổi. Đâu ta đi đường hả, mày đi đường chứ trời ơi, bởi tim. Anh em thấy tim không? Anh em thấy tim mà tôi thấy bất lực chứ tim không? Tôi nói là tôi làm gần hết rồi đó. Tôi gọi là cái đi ai tôi bảy một cây đây đẹp như thế này mà tim còn dành con blue của tôi thì quá là buồn. Ủa, phải gọi là tim như thế này phải gọi là không còn gì để nói nữa anh em ơi. Còn giờ nè, có ai đó không nữa? Gọi là cốc, ai gọi đó, có tìm bạn ở đây không? Để gọi là tôi ra tôi liếm mạng coi. Anh em ơi, à đây, hai mạng cho tôi. Ăn chuối đi mày, tao đâu đây con? Trời ơi, bé tìm bạn thấy tôi là chạy rồi. Là sao vậy trời? Tôi ta nói là quẹt hai cái nữa. Là xém cân hai là được đeo huy chương luôn em mà. Đó, đáng tiếc là gọi là tìm bạn thấy tôi là tìm bạn chạy. Bởi... còn gì mà người ta hay gọi là gì đó, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu đó. Gọi là mới 11 phút thôi, nói chung là không phải là thời gian nhiều, nhưng mà team tôi đã ép gần tới trụ chính team bạn rồi em ơi. Còn hai cái trụ nữa là coi như là cái nhà, như là một cái sân bay tân sân nhất anh em à. Đó, giờ gọi là được nước làm tới rồi anh em ơi. Đó, chứ để một chút là tao nói là thằng khỉ nó cuối game nó đập coi như là chảy máu mũi mà xịt máu mũi luôn em ơi. Chảy máu mũi mà xịt máu mũi luôn. Nói chung là lâu nó lộn anh em mà thông cảm nha. Còn giờ nè, gọi là rủ đồng đội ăn mục tiêu và chuẩn bị end game thôi, chứ tầm này là gọi là không còn gì mà gọi là để mất á. Là tôi đang nói tiên bạn á, không còn gì để mất á. rồi bắt họ cái lỗ. Trời ơi tao rô, trời ơi tao biến cái ra. Trả tông biến, nhìn thấy tội luôn em ạ. Ôi cho tôi ăn ơi, tôi ăn cho. Ôi thôi, bạn ăn đi, nói chung là bạn ăn đi. Tôi là gọi là tôi bất lực với team hả. Tôi đang gánh team như thế này, đang gánh team hay như thế này mà team còn ăn buộc tôi thì còn gì gọi là tình nghĩa đồng đội nữa anh em. Thôi cho nên tôi sẽ hát tặng team tôi một bài tình nghĩa anh em có chắc bên lo. Nói chung hát dở lên này mà tôi hát dở lắm. Còn giờ nè, đây, ăn hộ tới cái lươn rồi. Nói chung là nó trâu lên nè mà tôi không có dám mà gọi là quá lậu với nó nè ơi. Nó gọi là nó trâu giả man lắm. Nhìn nó vậy thôi chứ trâu lắm nè mà. Đây, lấy luôn cái con rồng này. Gọi là đơm luôn con rồng này mà sau đó làm gì anh em nè. Làm gì, đẩy trụ lộn à, đẩy lính cao lên nè em ơi. Để gọi là cái đợt lính đó, nó cao lên cho team mình nó ép anh em à. Đó là một điều tất yếu mà một Nakroth phải làm anh em ơi. Đó, cái đó là điều tất yếu luôn á. Tại vì cái con Nakroth này nè, là giao tranh nó rất là yếu nha. Mình phải công nhận là giao tranh rất là yếu. Nó chỉ gọi là nó mở giao tranh ra, câu chiêu với lại đẩy lén đi anh em ơi. Nó chứ với lại gọi là đẩy lính cao lên để đồng đội ép thôi. Chứ mà anh em mà người ta nói là chơi Nakroth một cái nhiêu đó mà là không làm không được nữa thì thôi luôn á. Cho nên cái điều cần thiết mà anh em phải làm á là đăng ký kênh của tôi, để gọi là tôi chỉ cho anh em nha những cái đường gọi là dài đường quyền cơ bản của con Naka chó nè anh em ơi. Đó con Naka chua, để gọi là leo rank một cách thật là hiệu quả nha anh em. Còn giờ ăn chuối như mày, trời ơi không phải mạng của mình anh em ơi. Ok thì có lẽ là trận đấu mình đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay á, hãy cho mình xin một like, một share, một subscribe để kênh mình ngày càng phát triển, cũng như là một cái động lực rất là to lớn để mình có thể làm những video hay bộ tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn anh em gặp lại kỳ mai nha. Nhớ đăng ký kênh, nhớ like, gọi là ủng hộ tôi nha.